xây tương thân tình trong đạo Phật, tùy khác màu nhưng một tôn sư. Hôm nay đây cùng nhau họp mặt, quyết nói theo đường Phật giáo Hoàng Dương. Dạ, A Di Đà Phật. Dạ, chúng tôi chân thành cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của đài. Xin mời quý vị tiếp tục lắng lòng theo dõi chương trình. Dạ, kính bạch thầy, chúng con có một thắc mắc tiếp theo trong bài kệ này là thường thường những cái thói quen mà không tốt á, có được coi là những cái điều ác nhỏ không? Từ vì nhiều người cho là cái điều ác nó không có hình tướng, thì làm sao mình biết là nó ác hay là nó không ác? Và nếu mà biết ác á, hoặc là những cái thói quen không tốt thì làm sao mà bỏ nó được ạ? Dạ. Cảm ơn cô Nhật Nguyễn Huy đã đưa ra cái câu hỏi này. Và thưa quý vị, cái thói quen là cái nếp sống của mỗi cá nhân, mỗi con người. Cái việc làm của mỗi con người đó, nó thường xuyên, nó lặp đi lặp lại, kêu là thói quen. Nhưng mà cái thói quen nó có đồng ý với tất cả mọi người, đem lại cái an vui cho mọi người không? Hay là cái thói quen của mình làm cho người ta bực dọc? Mặc dù cái việc đó việc nhỏ, thí dụ như sống trong một cái gia đình, trong một cái tập thể nào đó, mình thí dụ mình tới mình ngồi một cái ghế đi, mình kéo cái ghế nhà người ta đang ngồi, hay kiểu là tới chùa quý vị tới kéo ghế ra ngồi, rồi mình ngồi ra mình bỏ đó, là cái việc nhỏ, đẩy cái ghế vô trơn nó ngay thẳng là cái việc nhỏ, nhưng mà mình không làm, thì cái việc đó thấy để một cái người lớn khác họ tới là đẩy cái ghế vô thì mình thấy nó thế nào. Đó là cái thói quen của mình, quen ở nhà. Thí dụ ở nhà mà mình quen rằng là thì bây giờ ai rửa sao rửa, mình ăn cơm có một cái chén đậu đũa, nó có cái chuyện nhỏ có một cái chén đậu đũa mà để đó ai rửa sao rửa, mình về muộn mình ăn sau mình cũng không rửa là sao, thì nó dần dần nó gây cho người khác cái không có vừa ý. Mà không vừa ý nó tích góp mỗi một lần như vậy thì nó làm cho rạn nứt cái tình thương yêu, cái tình cảm mà đã có rất là nhiều đối với tất cả chúng ta. Chứ không cần phải việc lớn, không cần phải là mình chi tiêu 50-70 ngàn ở gia đình họ mới thấy cho đó là việc lớn đâu, mà cái chuyện rất là nhỏ. Trước tiên Đức Phật dạy đây, nó làm rạn nứt, mất đi cái tình cảm kia đã. Như là quý vị tỳ kheo kia kéo ra cái ghế đó ngồi phơi nắng rồi bỏ cái ghế đó, do bảo ông ta dọn vô, ông ta cũng không có dọn, nói nó đâu có hư nát gì đâu, để đó chút cũng không sao. Thì đó là cái điều mà Đức Phật dạy chúng ta để gắn liền với cái sự tốt của chúng ta. Mặc dù cái điều ác đó, thì có cái điều ác đó, nó có hình tướng, nhưng mà có những cái điều ác nó không hình tướng. Điều ác nó có hình tướng, thí dụ như chúng ta ăn cắp, việc nhỏ, thí dụ bây giờ con cái của chúng ta hay là bạn bè của chúng ta đến nhà người khác mà thấy cây ớt của người khác đó, thì mình bứt đại vài cái mình bỏ trong túi về ăn cho bạn bè, cho gia đình ăn, rồi còn khen ngon nữa, nói ơi tôi thấy nhà đó có ớt cho nên tôi hái, ba qua khen ngon, khi nào có dịp qua hái một ít nữa. Mình cũng xin đó là tập đi cái tánh xấu của tất cả chúng ta. Còn cái hình tướng mà cái không có cái hình tướng của cái điều ác á, nhiều hồi nó xuất phát từ cái trong cái suy nghĩ của chúng ta, suy nghĩ cái điều xấu về người khác đó. Thí dụ mình thấy người ta ăn mặc sang trọng hơn, mình có vẻ mình ghét ganh, thấy người ta giàu có hơn, làm ăn được hơn, mình ganh ghét, đó là cái điều xấu mà chúng ta nên bỏ đi. Cho nên Đức Phật dạy chúng ta mỗi một ngày chúng ta nên cố gắng tu tập để chi? Để cái tâm nó tỉnh lại. Và khi cái tâm nó tỉnh thì mọi cái suy nghĩ, mọi cái việc làm, mọi lời nói của chúng ta nó trở thành cái trí tuệ để đem ra đối đãi những cái việc của chúng ta đó, chứ không phải là bằng cái tham, bằng cái sân, bằng cái si. Mặc dù cái việc rất là nhỏ nhưng mà mỗi ngày nó mỗi thấm dần vô đối với người khác, thì một ngày nào đó người ta kêu là tức nước thì vỡ bờ. Thí dụ đối với cha mẹ cũng vậy. Khi con cái còn nhỏ, chúng ta vô tình chúng ta nói rằng là mời mai mốt á, mời cái nước ra ăn mày hay là ăn trộm ăn cướp mà có ăn, nếu mà không có cha không có mẹ ở đây thì mình cố chửi nó vậy. Thì bây giờ đây khi còn nhỏ nó vẫn im lặng để nó chịu những cái lời đó, nhưng mà trong cái thâm tâm đó nó cũng đã nghĩ rằng nếu một ngày nó đủ lông đủ cánh nó sẽ rời khỏi cái gia đình đây, chứ không có thể nào chịu
những cái lời chửi mắng như vậy đâu. Cho nên chúng ta phải cẩn thận, mặc dù những cái lời nói đó là những người con, những người thấp hơn mình, nhưng mà chúng ta cũng rất cẩn trọng, chứ không phải là cái người nhỏ đối với lớn không, mà cái người lớn cũng vậy, thưa quý vị. Mặc dù cái việc nó rất nhỏ nhưng mà nó có thể xảy đến. Mà quý vị nhớ một cái câu chuyện ngày xưa kia, rằng là chỉ có một vài cái tổ kiến mà đã phá hỏng một cái bờ kè ngàn dặm. Thì bữa kia ông cha mới đi ngang qua tới cái bờ kè để mà khỏi nước lụt, khỏi tràn vô bên trong. Thì con số nhà cửa rồi nó sợ khi mà nước lũ xuống thì nó ngập qua, nó tràn, nó ngập. Cho nên ông ta mới đi thăm thăm coi thử cái bờ kè đó, coi thử có không, đi ngang qua. Và ông thấy vài cái tổ kiến nhỏ nhỏ ở trong cái bờ kè đó. Thì trên đường về ông chuẩn bị là thông báo với tất cả xóm làng rằng là chuẩn bị làm thế nào để xử lý những cái ổ kiến nhỏ đó, chứ không một ngày nào đó thì có thể nó làm vỡ cái bờ kè này. Thì đi về giữa đường thì gặp cái người con trai của ông. Thì ông nói chuyện là rủ con trai của ông để ra ở bên ngoài để mà thông báo những người xóm làng họ chuẩn bị xử lý về cái việc này. Nhưng mà người con trai của ông nói rằng là cái việc này việc nhỏ, có mấy hang kiến nhỏ xíu mà đâu có việc gì đâu mà phải lo. Thì tối hôm đó trời mưa giông gió lớn, nước nó mới chảy vào những cái lỗ mọt của hang kiến đó và nó xối lần lần và nó vỡ tung, làm cho cả xóm làng phải ngập nước, phải trôi kẻ mất của, kẻ ngập nhà, vân vân. Đó là cái việc nhỏ mà nếu mà chúng ta không có chuẩn bị trước thì rõ ràng nó sanh ra cái việc lớn. Đó là cái điều mà chúng ta cần phải cẩn trọng, thưa cô nha. Dạ, dạ, chúng con kính cảm ơn thầy. Vậy kính bạch thầy, thì theo như lời Đức Phật dạy, những cái người mà cố ý làm ác thì đương nhiên phải chịu quả ác, là vì cái tâm người ta cố ý như vậy. Còn những cái người mà vô tình thôi, mà chỉ làm những cái điều nhỏ mà vì người ta không cố ý, thì có phải chịu cái quả không, kính bạch thầy? Dạ. Cái cố ý làm ác á, thì nó cũng đã chịu rồi, nhưng mà vô tình làm á, thì do cái sự không biết đó, nó cũng bị cái quả báo chứ không. Bây giờ đưa ra một cái ví dụ mà rất là dễ hiểu như thế này. Như quý vị, có một người nào đó, họ biết cái than lửa là nóng, cái đồ gấp lửa đang bỏ trong than lửa nó đang nóng, nhưng mà họ cố ý cho ta đây là giỏi, cho ta đây là vượt qua, cầm cái đó để mà gấp than lửa để bỏ cho khác, thì vấn đề nó đã nóng, đã phòng tay rồi. Nhưng mà cái người không biết á, mà cầm vô á, thì ráng cố gắng mà cầm mạnh vô thì nó lại càng nóng nữa, thì con cũng bị tác hại như vậy chứ không phải là không. Cho nên chúng ta phải biết chứ không phải là không biết hết trong cái cuộc sống của chúng ta. Đức Phật dạy chúng ta cái phần mà chớ cho cái điều ác xem nhẹ cái điều ác nhỏ mà làm, mà chớ cho nó không có hại chi. Nhưng mà Đức Phật dạy rằng là nước nhỏ từng giọt li ti, bình kia hứng chứa mấy khi cũng đầy. Do vậy cho nên Đức Phật dạy rất là căn bản, từ những cái việc nhỏ nhất nhất đối xử ở trong nhà xong, thì bổn phận của mỗi một cá nhân của con người, 5-6 cái việc mà nhỏ nhất mà chúng ta cần phải cẩn trọng nhất là cái gì? Không có được giết hại này, không có được trộm cắp này. Mặc dù cái vật nhỏ nhất như cái kim, cái cọng cỏ cũng không có được lấy này. Rồi không có được tà dâm này, chỉ sống một vợ một chồng này. Rồi không có được nói dối này. Rồi không có được uống rượu say sưa này. Rồi lần lần nó trở thành những cái thói quen, thói xấu đi. Cho nên chúng ta cần phải vững đó, từ cái việc nhỏ thôi chứ không phải là cái việc lớn, mà chúng ta phải giữ gìn. Khi chúng ta giữ gìn một cái cẩn trọng đó thì nó ngăn chặn được tất cả những cái xấu ác bên ngoài nó xâm nhập cho chúng ta. Bởi vì nó xâm nhập cái xấu ác bên ngoài không phải là cái người ác, cái người thù với chúng ta nó xâm nhập chúng ta, mà tất cả những cái thói quen gần do cái bản tánh của chúng ta, những cái người thân nhất của chúng ta. Thôi bây giờ cái chuyện này vui quá, thôi mời anh ly rượu, rồi thêm ly nữa, rồi chuyện này buồn quá, thôi mời anh ly. Đó là cái chuyện nó nhỏ thôi, từ từ nó dẫn đến cái thói quen. Và cái thói quen á thì nó đi theo chúng ta mãi mãi trong cái cuộc sống của chúng ta. Cho nên Đức Phật dạy đừng có bao giờ làm tất cả những cái việc dù là nhỏ nhất. Cho nên Ngài dạy rằng là chớ chê cái điều ác nhỏ mà làm, chớ chê cái điều thiện nhỏ mà không làm.
Cho nên nó như là những cái giọt nước nó nhỏ dần lần, nó đầy cái chum mà người xưa cũng nói rằng là một ngày một tiền, ngang ngày ngàn tiền. Đó, thí dụ một ngày mình cứ tiêu phí ra, tiêu một đồng đi, thì một ngang ngày như vậy thì hết 1.000 đồng. Và dây kéo thì đứt của, như cái cưa kéo qua kéo lại như thế này thì nó cái khúc của nó đứt, và cái giọt nước nó nhỏ trên tảng đá thì nó sẽ lủng. Thì chúng ta đừng có làm bao giờ mất lòng tất cả những cái người xung quanh của chúng ta, từ lời nói cho tới cái ý nghĩ cho tới việc làm. Dù cái việc nhỏ nhất đi nữa, trong nhà đi nữa, chúng ta cũng đừng có nạnh hẹ. Ví dụ từ quét cái nhà, rửa một cái chén, lau một cái bàn, cắm một cái lò hoa, cũng đều là cái công việc để chia sẻ với nhau, nó sẽ đem lại cái hạnh phúc và an lạc cho mình. Chứ đừng cho việc đó nhỏ thôi, bây giờ để cho người khác làm thì nó sẽ bắt cái an lạc đi, thưa quý vị. Dạ, chúng con kính cảm ơn thầy ạ. Dạ, và nếu quý vị có những thắc mắc về nhu cầu tâm linh hoặc những câu hỏi về Phật Pháp, xin quý vị hoan hỷ liên lạc về chùa Đường Ngự số phone là 714-890-9513 hoặc chùa Diệu Pháp ở số phone là 626-614-0566. Xin cảm ơn quý vị.